Nào, chúng ta cùng đọc từ này. Từ này đọc là cung. Cung là công, là bộ công. Và trong chữ này chúng ta sẽ có từ cung chua. Cung chua là công, công việc, hả ba? Hoặc là động từ làm việc đều được. Cung chẳng, cung chẳng, công trình. Cung chẳng, công trình. Cung rến, cung rến, công nhân. Chua cung, làm thêm, làm thuê, sư ba? Ừ, đó là từ cung. Tiếp từ này chúng ta sẽ đọc là chẳng. Chẳng, chẳng này là xưởng, là sườn đúng không ạ? Ví dụ, cung chẳng. Cung chẳng là nhà máy, sư ba? Chẳng phóng, nhà xưởng, sư ba? Đó là từ chẳng.